Hello các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng mà mình thấy rất là ít người chơi ở mùa S1 2023. Hình như các bạn nghĩ cái tướng này đã out meta rồi thì phải. Đây chính là vị tướng Sephira. Mình sẽ cầm Sephira đối đầu với Gildu bên bạn. Trong thời gian chọn bích chọn tướng thì bạn Alistar đi mid, bạn bảo là bạn đi mid thôi để bạn lên cái đồ trợ thủ luôn thì thôi cho luôn ghét, cho nên là mình cũng không lên giày kiên cường luôn, lên giày xuyên giáp phép, chơi thẳng mặt Gildu luôn. Team bạn thì đi rừng là tướng Aoi, một vị tướng sốc đam khá là nguy hiểm. Ngoài ra còn có Hajete, một trong những xạ thủ cơ động nhất liên quân. Đấy, vừa nói là bay vô đây đâu. Hajete, một trong những xạ thủ cơ động nhất liên quân. Cho nên là trận này mình sẽ lên đồ theo thiên hướng là full làm chậm các bạn nhé. Mình lên một đôi giày xuyên giáp phép, một cái mặt nạ Berit, còn lại là full làm chậm như là trưởng băng, áo choàng băng giá, rìu yoga. Mới đầu game mà cả ba đứa vô địch cấp rừng, hổ báo của anh. Hay quá Arthur. Rồi rồi, bật chiêu 2 lên. Ôi bạn Arthur hay thế. Hình như bạn Arthur trong trận này là hồi nãy mình không nhìn, hình như bạn ấy là cũng top miền hay top vùng gì đấy. À, băng trụ luôn à. Alistar hay quá, Alistar cho mình xin một mạng nha. Về nội tại của Sephira thì tên gì thì mình không nhớ, nhưng mà khi mà các bạn khi mà kích hoạt chiêu thức ấy thì nó sẽ gây ra sát thương phép lên kẻ địch lân cận thấp máu nhất, và đồng thời hồi máu cho đồng minh thấp máu nhất trong phạm vi ảnh hưởng. Và càng lên cấp càng cao thì cái lượng máu hồi phục càng nhiều. Cái đường rồng này giao tranh gắt thế nhỉ. Mình chưa có ulti nên mình sợ bản Aoi. Aoi đang lấp ló đâu đây này. Đây. Aoi sẽ bắt về vị trí của John. Đấy, cẩn thận. Hay quá, biết đây. Mình thấy bạn Arthur đang lên. Mình kích hoạt chiêu 2 và chiêu cuối luôn. Tốt quá. Tại vì trận này mình không lên giày kiên cường ấy, cho nên là mình luôn để dành chiêu cuối để phòng tránh khi Gildu bật ulti. Bạn Virus Corona Arthur này đi khắp bản đồ luôn, rất là hay. Mình lên được mặt nạ Berit rồi. Lên được mặt nạ Berit các bạn cũng không sợ Aoi sốc đam lắm luôn nhá. Ừ hay quá. Vừa rồi mình đã KS được một mạng từ Arthur. Mới đầu game mà đánh nhau loạn xì ngầu đấy, không có thời gian mà nói về chiêu thức luôn đấy các bạn ạ. Bạn Arthur rất là sung. À, Floor yếu máu, mình sẽ bắt vào vị trí của Floor. Ôi, quả cầu băng xương. Ôi thôi, chết tôi rồi. Hay quá. Đây các bạn thấy đấy, khi mà gặp Gildu mà các bạn không lên giày kiên cường ấy, thì dính ulti của nó thì đảm bảo là chết 100% thôi. Bạn AD, ô AD về được kìa, tốc biến rất là hay. À rồi cũng lên bảng điểm số. Một mình Arthur cân hết chăng? Từ đầu game giờ mình bỏ AD đi một mình, chắc tí nữa nó chửi cho nát mặt quá. Từ đầu game giờ mình toàn bỏ AD đi một mình, chắc tí nữa nó chửi cho sấp mặt luôn. Mình lại nói về các chiêu thức của Sephira. Chiêu 1, đây là một chiêu làm nên thương hiệu của Sephira.
là một chiêu cực kỳ quan trọng của Sephiroth. Khi các bạn kích hoạt chiêu 1 thì các bạn sẽ gây ra một lượng sát thương phép, đặc biệt là đòn đánh thường kế tiếp sau khi kích hoạt chiêu 1 ấy sẽ trở thành đòn đánh cường hóa và gây ra sát thương rất là đau. Một điểm đáng lưu ý của chiêu 1 đấy là khi các bạn kích hoạt chiêu 1, chiêu này sẽ có thời gian hồi chiêu là 6 giây. Đồng thời, đòn đánh thường sau khi kích hoạt chiêu 1 nó sẽ hồi lại 1 giây tất cả các chiêu. Cho nên, combo của Sephiroth về chiêu 1 và nội tại ấy, là trước khi vào giao tranh, các bạn sẽ kích hoạt chiêu 1, sau đó chờ cho chiêu 1 nó xuống còn 2 giây thì các bạn bấm đánh thường. Lúc này thời gian sẽ hồi chiêu sẽ được giảm 1 giây và các bạn lại tiếp tục kích hoạt chiêu 1 và đánh thường. 3 lần như thế thì các bạn sẽ tạo ra được sát thương rất là lớn. Đây bạn ra yếu máu này. Còn Hayate chạy này, kích hoạt chiêu 1. Ném chiêu, hay quá. Double kill dành cho Sephiroth. Còn chiêu 2 của Sephiroth thì Sephiroth sẽ tạo ra một vòng tròn năng lượng, một vòng tròn sóng như các bạn thấy đây. Và những cái nạn nhân mà trúng vào rìa của vòng tròn ấy, thì sẽ bị làm chậm và làm choáng. Còn chiêu 3 ulti của Sephiroth thì nó tương tự giống như là con tướng Maja. Khi các bạn kích hoạt chiêu 3 thì các bạn sẽ không bị chọn là mục tiêu, đồng thời hồi máu cho bản thân cũng như hồi máu cho đồng đội. KDA của mình hiện tại là 429, cũng khá là xanh. Nhưng mà trận này mình chơi theo thiên hướng là sát thủ, pháp sư chứ không phải là trợ thủ. Vậy thì điểm mạnh của Sephiroth đấy chính là thời gian hồi chiêu nhanh, làm chậm và làm choáng rất là khó chịu. Nhất là khi các bạn lên cái áo choàng băng giá thì rất là khó chịu luôn các bạn. Còn điểm yếu của Sephiroth thì giống như các vị tướng pháp sư khác, máu rất là thấp và độ cơ động của Sephiroth hầu như không có. Nên khi các bạn bị bắt lẻ mà không có chiêu ulti ấy, thì các bạn rất là dễ lên bảng điểm số. Cho nên khi chơi Sephiroth thì cũng giống như các vị tướng khác, các bạn cần phải có kỹ năng đọc map tốt và di chuyển cẩn thận. Mình nghĩ đây cũng chính là lý do mà Sephiroth rất ít được các bạn chơi ở dưới các rank thấp. Tại vì các bạn ở rank thấp thì các bạn di chuyển chưa được tốt lắm ấy. Một số bạn hay chơi support bằng vị tướng như là Toro, Badum, Thane. Thì khi các bạn cầm Sephiroth các bạn sẽ thấy rất là khó chơi. Tại sao nó lại dễ bốc hơi sớm như thế? Tại vì khi các bạn cầm những cái vị tướng như mình vừa kể ấy, thì các bạn lao vào giao tranh quen rồi. Còn đối với Sephiroth thì trong giao tranh các bạn không lao vào mở combat được, mà các bạn chỉ đứng ở phía sau để làm chậm, làm choáng và giúp đồng đội ăn mạng thôi. Combo cơ bản của Sephiroth đấy chính là các bạn kích hoạt chiêu 1, xong rồi ấn liền chiêu 2, bay vô làm choáng đối phương, rồi đánh thường. Sau đó dùng chiêu 3 để kết liễu đối phương hoặc là để chạy trốn. Nhưng mà combo này chỉ dùng khi các vị tướng như là pháp sư này, AD của team bạn có lượng máu khá thấp thôi, chứ Sephiroth không đủ sát thương để tiễn địch lên bảng điểm số bằng cái combo này được. Lại giao tranh hoài. Florentino thấp máu này, đúng rồi. Mình làm sao mình bắt được con Gildu này. Chạy nhanh thế. Chiêu 2 làm chậm. Đấy, trong pha vừa rồi, nếu mà mình tích được chiêu 1 trước
thì là bạn Ras đã lên bảng điểm số rồi. Mấy cái vị này nhây thật đấy. Các bạn cứ đứng ở ngoài và cấu rỉa thôi các bạn nhé. Đấy, cấu rỉa rất là khó chịu. Tí nữa mà mình lên được cái trượng băng với cái áo choàng nữa thì xác định là một số tướng cơ động là đứng im. Hay quá nhỉ. Rồi, mình lên được áo choàng băng giá đây rồi. Vậy thì combo của Sephira là gì? Mình xin trình bày lại nhé. Trước khi vào giao tranh, các bạn sẽ kích hoạt chiêu 1. Sau đó các bạn có thể kích hoạt chiêu 2 hoặc là không. Nhưng tuyệt đối các bạn đừng đánh thường nha, vội nhé. Các bạn hãy chờ cho chiêu 1 hồi lại khi nào còn 2 giây hoặc 1 giây. Lúc này các bạn bấm đánh thường. Sau đó thời gian hồi chiêu 1 đã về 0, đã hồi lại rồi, thì các bạn lại tiếp tục kích hoạt chiêu 1 và đánh thường. Khoảng 3 lần như thế sẽ rất tối ưu hóa sát thương cho Sephira. Rồi, mình xin nhẹ con tà thần nhé. Biết cái đồ gì vậy? Bạn biết lên phụ trợ cơ mà. Mít bảo không biết luôn. Mình sẽ thả con tà thần để được biết này. Trên này lại có giao tranh. Toàn giao tranh dài hơi không. Được rồi. Để mình làm choáng này. Để mình làm choáng. Rồi mình còn chiêu cuối nên mình không sợ ai đâu. Ủa ôi bạn ra đã kinh thế. Mấy cái đứa này cứ chết cái là bấm đầu hàng. Mệt thiệt chứ. Ồ, bạn Arthur xanh quá. 11-5-13. Trận này mà thua thì hơi tội bạn Arthur đấy. Tội cả mình nữa chứ. KDA của mình 6-3-12. Rất là đẹp. Rồi rút lui thôi anh em ơi. Chờ mình ra đã nào. Bay chơi mình đi. Bạn AD dỗi rồi đấy. Đừng AFK nha John ơi. Sợ nhất là các bạn đang đánh mà dỗi cái là AFK. Mất cả trận đấu luôn. Enemy ultimate. Shut down. Hay quá, double kill dành cho Arthur. Trên này có cả HGT, cả AOI. Hay quá mít ơi. Ô, mình lại chưa tích chiêu 1 chứ. Tầm này bạn HGT bắn đau lắm cơ. Ôi, lại chết tôi rồi. Cái tội không lên giày kim cương này. Có khả năng mất con tà thần này quá. Ồ ôi. Một bắn đi luôn trời. Sẽ mất tà thần phút thứ 16 này là mất cả trận đấu luôn đi chứ. Bạn này chạy được không? Rồi Alistair hết chạy rồi. Chắc là bên mình mất tà thần thôi. Bạn Nagrod trận này thì không làm được nhiều lắm. Taking
justice into my own hands. Mình nghĩ là các bạn đấy đang ăn tà thần rồi. Nhưng mà không có cách nào để KS được. À, bạn rat yếu máu này, chiêu 2 làm choáng. Hay quá. Mình đã lên được cái món cuối cùng, rìu yoga. Không cướp được, không cướp được. À, mình có ulti, mình sẽ bắt vào vị trí của Aoi. Tầm này CP ra rất là khó chịu đấy. Bật chiêu 2 lên nào. Bấm chiêu 1. Đấy, các bạn thấy chiêu 1 bây giờ tầm khoảng 3 giây là hồi chiêu thôi. Hay quá rồi. Mạng siêu việt dành cho mình. Liệu có kết thúc được trận đấu không? 16 phút rồi. The most important thing that can be passed down is wisdom. An ally has been defeated. À, Hajate, chiêu 2 choáng này. Ôi, không đủ đam. Không đủ tầm với. Nếu mà mình bắn ra được chiêu 1 là quả đấy Hajate có khả năng đi đấy. Các bạn xem video nếu thấy hay thì các bạn ủng hộ mình bằng một nút đăng ký kênh các bạn nhé, không cần ấn theo dõi đâu. Kênh này của mình là được hơn 5.000 giờ xem rồi, nhưng mà lượt đăng ký kênh thì chưa đủ ấy. Cảm ơn các bạn nhiều. Team bạn hình như là đang muốn kết thúc trận đấu này rồi. Ừ, mình sẽ bật chiêu 2 làm choáng. À, Aoi sống lại kìa. Hay quá, Nagros. Tiếp tục chiêu 2 nào, làm choáng. Ừ, ghiu đụ. Rồi, 4 tên rồi. Chắc là trận đấu này đến giờ kết thúc được rồi. Còn mỗi bạn Guildu thôi, mình nghĩ là cũng không thủ được đâu. Ô, một trận đấu khá là dài hơi, 20 phút luôn. Để xem bạn nào MVP trong trận đấu này nào. Chắc mình đứng hạng 2 quá. Mình nghĩ là bạn Arthur sẽ là MVP. Bạn Arthur đánh hay quá mà. Mình đã hạng đặt 2 S Pháp Sư. Đấy, bạn Arthur MVP. Bạn Arthur rất là hay. Xin chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.